Quy trình thủ tục mua bán đất đai hiện nay. 1. Đặt cọc mua nhà. Quy trình đặt cọc mua nhà có thể thực hiện tại văn phòng công chứng hoặc nhờ người thứ ba làm chứng. Số tiền đặt cọc thường từ 2 đến 3% giá trị nhà đất. Thời gian cọc tùy thuộc vào thỏa thuận của hai bên. 2. Ký công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán, chuyển nhượng. Quy trình công chứng mua bán nhà đất được thực hiện gần như đồng thời với việc bên mua thanh toán toàn bộ số tiền còn lại và nhận bàn giao các giấy tờ pháp lý liên quan đến nhà đất từ yêu cầu của gia chủ và công chứng viên. 3. Nộp hồ sơ kê khai thuế và cập nhật sang tên tại bộ phận một cửa. Trong quá trình mua bán nhà đất, người mua phải nộp giấy tờ mua bán tại trụ sở của một cấp chính quyền như quận, huyện. Các giấy tờ cần chuẩn bị trong bộ hồ sơ bao gồm sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, đăng ký kết hôn, hợp đồng công chứng đã được cơ quan công chứng bàn giao. 4. Nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ tại chi cục thuế. Hai bên sẽ tự thỏa thuận bên nào sẽ phải nộp hồ sơ và chi phí sang tên theo quy định. Đối với bên mua, pháp luật quy định nộp thuế thu nhập cá nhân 2% giá trị hợp đồng, lệ phí địa chính, thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 5. Nộp lại biên lai và nhận kết quả tại bộ phận một cửa. Sau khi đã nộp đủ thuế, người mua đến Ủy ban Nhân dân quận, huyện nộp đầy đủ giấy tờ nhà đất, hợp đồng mua bán nhà đất và giấy biên lai trước bạ. Sở địa chính sẽ đăng ký chuyển đổi chủ sở hữu nhà ở và người mua chính thức trở thành chủ sở hữu bất động sản trong hợp đồng giao dịch. Điều này đồng nghĩa với việc thủ tục mua bán nhà đất kết thúc tại đây.